C5H10O2 có bao nhiêu đồng phân ester. Thì bước đầu tiên để giải cái anh này thì ta phải nhận định, ta phải nhận định là anh C5H10O2 này nó thuộc dạng C5H10O2, nó thuộc dạng C5H10O2, nó thuộc cái dạng là CnH2nO2, đúng không? Và do nó thuộc dạng CnH2nO2 thì dẫn đến nó là ester no đơn hở, được chưa? Nó thuộc dạng đấy nên nó là ester no đơn hở. Và lý do nó là ester no đơn hở nên ta sẽ đưa được nó về dạng, đấy, đưa nó về dạng là RCOO R phải, được không ạ? Vậy tại đây này, chúng ta bắt đầu giải này, ta có R cộng R phải bằng mấy C ở các em? R cộng R phải bằng mấy C ạ? Các bạn nhìn kỹ nhé. Đây, R này cộng 1 C ở đây này cộng R phải này thì bằng 5, đúng không ạ? Vậy ta sẽ có là gì? R cộng R phải còn mấy thôi? Còn 4, đúng không? Vậy có nghĩa là mình sẽ đi phân tích 4 thành tổng của hai số hạng R và R phải, với điều kiện là số hạng thứ nhất là giống anh R, giống với số C của anh R, là số C của nó phải lớn hơn bằng 0. Và số hạng anh thứ hai tương với lại số C của anh R phải thì nó phải lớn hơn bằng 1. Vậy ta phân tích 4 thành tổng của gì ạ? 0 cộng 4, 1 cộng 3, 2 cộng 2. Và như vừa nãy thầy Vinh nói là đổi chỗ được cho nhau, đúng không em? 2 3 không đổi chỗ được, nhưng mà 3, nhưng 1 cộng 3 đổi chỗ được với là 3 cộng 1, còn 4 cộng 0 thì không được. Được chưa? Và bây giờ mình đọc cái bài ca đi cùng năm tháng của thầy Vinh. Gì nhỉ? 3 4 5 2 4 8. 3 4 5 2 4 8. 3 4 5 2 4 8. 3 chúng ta có 2. 4 chúng ta có 4. Thế còn 0 1 2 thì có mấy cái anh nhỉ? 0 1 2 thì chúng ta chỉ có 1 1 1. Được không ạ? 0 1 2 thì chỉ có 1 1 1 1 1. Ok chưa? Dưới chúng ta cộng thì trên chúng ta nhân. Thế là dễ dàng nhất. 1 x 4 bằng 4. 1 x 2 bằng 2. 1 x 1 bằng 1. 2 x 1 bằng 2. Có bạn nào muốn biết là tại sao đây là nhân thì có thể theo dõi lại cái bài giảng về phương pháp bài 4548 của thầy Bình nhá. Vậy tại đây bây giờ chúng ta cộng hết ạ. 4 cộng 2 cộng 1 cộng 2 bằng mấy nhỉ? 9 đồng phần. Vậy suy ra C5H10O2 chúng ta có tổng cộng 9 đồng phần ester.